Duy Minh kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại kênh YouTube của Duy Minh nha. Hiện tại dạ con chào chú. Giang Nam này. Có nhà báo đến quý anh chị. Dạ con chào chú. Dạ chào chú. Dạ chào chú. Rồi có lần tao với chụp hình chung Vũ Linh với cái gì. Cái em của gì nghệ sĩ nhân dân gì ở ở Củ Chi ở Thái Mỹ á. Để sang mày nói tao lấy là sao. Hai chị em đó, tự nhiên tôi quên. Bên bằng giám đốc bằng giám đốc của học viện đưa rồi. Con chào mấy chú nha, cảm ơn mấy chú. Quý cô chú chị, rồi em biết ai không? Chú đó là bên nhà báo mà từng chụp hình với chú Vũ Linh luôn đó. Chú chia sẻ chú từng chụp hình với là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đó quý cô chú anh chị. Bà con cô bác có thể nghe chú đang kể đó, mà do chú kể hơi nhỏ tí ha, không biết có vô video thì mình sẽ tăng âm lượng lên tí xíu cho bà con cô bác nghe cho kỹ kỹ ha. Cho nên là hồi nãy là cũng qua đến là chụp hình màu của cô thanh niên Huệ nè, màu chú Vũ Linh, nhưng mà Vũ Linh vô không kịp. Bên nhà báo, bên ban giám đốc công ty của học viên á, quý của chú anh chị là chở đến đây thăm các nghệ sĩ của chú anh chị. Đây là một cái tín hiệu cũng rất là đáng mừng, đáng vui khi mà được những nhà báo cũng như là được những phóng viên người ta đến người ta ghi hình chụp hình ha quý chú anh chị, để ta làm phóng sự rồi ta làm biên tập những cái bài viết nói về những người nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hoặc là những người nghệ sĩ khác quý chú anh chị. Hồi nãy là vì mình thấy là chú là đi xung quanh luôn quý anh chị, chụp những cái bôi hình ở những cái ngôi mộ của nghệ sĩ, nhưng mà vì mình không có quay, đợi cho khi nào mà chú đến mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh với cô Thanh Nguyệt Hoài thì mình mới vô quay ha. Đó, tại vì những ngôi mộ á xung quanh là Duy Minh tưởng nó là của gia đình người ta, cho nên là mình không có quay để cho mấy chú tự nhiên. Nhưng mà khi mà chú di chuyển qua bên đây thì Duy Minh đến để là chia sẻ, thì nghe chú nói á là chú đã từng chụp hình với là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh quý của chú chị, đó là mình thấy thích rồi. Đó, ở đây mà ai mà nói về nhắc về chú là Duy Minh rất là thích luôn. Tại vì nếu mà ai nói về chú là cũng phải có từng có một cái kỷ niệm gì đó với là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, người ta mới ưu ái mà người ta mới đến thăm chú thôi. Chứ thật sự là nếu mà không có cái thứ nhất là cái tình nghĩa, là cái thứ hai đó là những người mà fan của chú đó, người ta mới đến đây quý của chú anh chị. Nó thật sự luôn, còn những người, một số người hiếu kỳ á, người ta có thể là ta đến ta đứng không ở ngoài ta dòm cái ta bỏ đi à, không nói gì hết quý của chú vậy. Đó là sự hiếu kỳ. Còn những người mà yêu quý chú mà fan của chú là người ta thường thường ta đến thắp hương hoặc là ta đi ghi hình chụp hình lại rồi ta tâm sự đôi ba câu và kể về cái cuộc đời của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, cũng như là kể về là cái thời mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh mà còn hát đó quý của chúng chị, còn sống ở trên trời á, thì đó là một phải nói là một cái cảm xúc mà khi Duy Minh nhận được sự chia sẻ của những vị khán giả đó là Duy Minh rất là vui. Đó, biết được nhiều điều thêm về là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ha quý của chúng chị. Đó, đây là một cái tín hiệu cũng rất là đáng mừng. Khi là đầu năm thì Duy Minh thấy đây là tháng 2 của quý của chú anh chị. Hôm nay là tháng 2 năm 2024 năm Giáp Thìn. Và ngày thì hôm nay là ngày 17 quý chú chị. Ngày 17.
ở trên thì ngày 27 tháng 3 năm 2024. Buổi sáng nay thì có sư cô đến nè, sư cô đến rất là sớm, ông Duy Minh đến cúng bắp với là một ly trà tắc cho chú, xong rồi tới sư cô đến, xong đó nữa rồi thì Hải, sư cô đến cúng mâm chay, rồi Hải cũng cúng, rồi Tý cũng đến cúng. Đó, nói chung là anh em chỉ có mấy anh em thôi. Đó, quý cô chú hoàng chỉ có bấy nhiêu thôi. Mong rằng là bà con cô bác yêu thương anh mấy anh em mình thì nhắn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh mấy anh em mình thì rất là cảm ơn bà con cô bác. Ngoài không biết là các anh em như thế nào, nhưng mà Duy Minh thì khác quý cô anh chị. Duy Minh là luôn luôn lúc nào cũng cảm ơn bà con cô bác. Đã là nói chung là nó thật sự luôn đó, là nhờ có bà con cô bác mà Duy Minh được bên mộ của chú và lao dọn mộ của chú ngày đó, là một cái niềm phải nói là đó là một cái niềm vinh hạnh cũng như là niềm vui đối với Duy Minh chia sẻ ở đây. Duy Minh đi chia sẻ rất là nhiều nơi rồi quý cô chú vậy, nhưng mà chưa có cái nơi nào mà mình gắn bó lâu như thế luôn. Đây là một cái duyên lành hay như thế nào đó quý anh chị, giống như là mình đi mà mình không nỡ đi quý cô chú chị, giống như là mình muốn cứ lưu luyến ở đây thôi. Thì chú là một cái, Duy Minh xem chú như là một người ân nhân của mình. Khi mà chú đã mất đi rồi, chú giao duyên rất là nhiều người quý anh chị, kể cả là người sống nè, người mất nè, đều được chú giao duyên. Và kể cả cho các khi mà chú mất đi đó, thì bà con cô bác mới biết đến là Duy Minh nhiều, cho nên đó cũng là một cái ơn. Nói chung là một cái sự giao duyên của chú là đến bà con cô bác là Duy Minh rất là biết ơn. Cho nên là mình cứ là ở đây muốn đi nơi khác quay nó cũng không nở đâu quý chú anh chị. Đặc biệt là mọi cái sự gợi gắm của chú nói với Duy Minh thì làm sao mà mình bỏ đi được quý chú anh chị. Có một cái an tình gì đó, chứ không phải là giống như là ai đó bà con cô bác nào nghĩ là mình cố tình mình ở đây để là mình ghi hình mình ăn trên này kia của chú. Đó là không phải quý anh chị. Khi mà nếu mà chú ở đây thì chú chỉ có chú mới biết thôi ha. Nó cái sự tâm linh, cho nên là ở đây mấy anh em mình, cái thứ nhất bà con cô bác biết là mấy anh em mình ở đây là mình lao dọn mộ chú mỗi ngày nè, mộ chú được đẹp được sạch nè, rồi chăm sóc mộ chú nè, có hương có nhang nè, bà con cô bác mới là dở hương hoa rồi đến cúng nè. Đó quý anh chị, gieo duyên mấy anh em mình gặp những bà con cô bác, những cô bác trong ngoài nước, những người mà tốt có tấm lòng đó, và những fan ruột của chú để là gửi những cái nhang hương rồi cả khăn giấy. Hôm qua Duy Minh cũng mới mua một chục khăn giấy đó, đó là của chú ở Vũng Tàu, chú ba Vũng Tàu, cái chú mà giống chú Văn Châu đó quý chú vậy đó. Cái là một, có phải đó là một cái duyên của chú gieo hay không thì Duy Minh luôn luôn lúc nào cũng suy nghĩ và đắn đo, cho nên là mình cố gắng ở đây. Ví dụ như là có đi đâu quay, có một cái tin hot nào thì mình đi quay một vài bữa mình cũng sẽ đảo lại, giống như là ở dưới Cà Mau Duy Minh cũng quay với Cà Mau, nhờ người ta nhờ mình những cái nào mà bắt đó cũng như là quan trọng, mình sẽ theo cái cảm tính của mình là mình giọt mình đi liền. Xong đó cũng là một cái duyên của chú gieo cho mình để là mình giúp đỡ những cái hoàn cảnh trong cái lúc mà ngặt nghèo nhất quý cô chú vậy có thể nhất đó cũng là cũng nhờ chú mới gieo duyên, mới gặp bà con cô bác, mới giúp được những cái hoàn cảnh đang gặp khó khăn. Chính vậy đây là một thật sự là cái niềm mà vui khi mà mình đến mình giúp những hoàn cảnh đó ha quý cô chú anh chị. Mong bà con cô bác xem video thì nếu có điều gì mà sơ xuất hay là Duy Minh nói có điều gì không phải, mong bà con cũng bỏ qua dùm, lượng thứ mà bỏ qua đó. Con người mình rồi quý cô chú anh chị, không có khi nào mà hoàn hảo hết được, cho nên là mọi cái điều Duy Minh thích nhất những ai cô chú bác nào ví dụ như mình sai hay là như thế nào, mình góp ý một cái cách tiêu cực để cho mà con cháu có thể là em út của mình giống như là Duy Minh nè có thể là sửa sai hoặc là cái nào mà không đúng mình sửa lại, chứ đừng có mình thoát ra những cái lời, ví dụ như em đó làm ví dụ như không đúng đi, là nói không đúng đi, giờ mình thay vì mình vô mình chửi đi, mình góp ý một lời tích cực, em ơi làm như vậy là không được, khán giả sẽ không thích như vậy đâu, em sửa lại như thế nào đó, hay là gọi trực tiếp cho Duy Minh có số điện thoại trên đó đó. Ví dụ như video này không có số điện thoại, nhưng có thể là video khác nó có số điện thoại trên kênh của Duy Minh. Quý cô chú anh chị, mong bà con cô bác góp ý một cách tích cực để Duy Minh có thể là sửa sai ha. Ví dụ như có sai chỗ nào mình sửa cho nấy quý anh chị. Nói đánh người chạy đi chứ ai đánh người chạy lại quý cô chú anh chị. Đó, mà không ai mà hoàn hảo hết được.
mong thì mỗi khi mỗi ngày vô đây chia sẻ tại mộ của chú thì Diệu Minh đều có một cái niềm vui và có một cái phải nói là rất là phấn chấn luôn. Mong bà con cô bác xem video đừng quên nhấn like cũng như đăng ký ủng hộ kênh Diệu Minh nha. Mình chân thành cảm ơn bà con cô bác rất là nhiều. Chúc cho bà con cô bác luôn luôn lúc nào năm mới dồi dào sức khỏe vạn sự như ý ạ. Hết bông cắm gì sao vậy mà? Hả?